Kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Bây giờ là thời lượng dành cho chương trình thời sự tối chủ nhật ngày 29 tháng 8. Mở đầu như thường lệ là phần điểm những nội dung chính trong chương trình. Đến ngày hôm nay đã không còn tình trạng đổ xô mua hàng tích trữ tại các chợ và siêu thị trên địa bàn. Khẩn trương tiếp nhận vệ sinh các điểm trường làm khu cách ly, đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên trước thêm năm học mới. Lần đầu phải cách ly giãn cách xã hội, người dân vùng Cao A Lưới thích ứng như thế nào? Ủy ban nhân dân tỉnh ngay lập tức có quyết định áp dụng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Quảng Điền. Cụ thể như sau: 1. Khoanh vùng, phong tỏa, cách ly tạm thời xóm 1, xóm 2, xóm 3 thuộc khu vực Phước Lập, thôn Hà Đồ, Phước Lập, xã Quảng Phước, gồm 104 hộ, 496 nhân khẩu, theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 18 giờ ngày 29 tháng 8 cho đến khi có thông báo mới. 2. Giãn cách xã hội xóm 4, xóm 5 và xóm trường thuộc khu vực Phước Lập, thôn Hà Đồ, Phước Lập, xã Quảng Phước, gồm 71 hộ, 380 nhân khẩu, theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ từ 18 giờ ngày 29 tháng 8 cho đến khi có thông báo mới. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng vừa quyết định khoanh vùng phong tỏa tạm thời theo chỉ thị 16 từ 17 giờ ngày 28 tháng 8 đối với một số khu vực và giãn cách theo chỉ thị 15 toàn bộ khu vực còn lại của xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc. Theo đó, khoanh vùng phong tỏa cách ly tạm thời theo chỉ thị số 16 từ 17 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới đối với một số khu vực của xã Vinh Hiền như sau: cụm dân cư Làng Càng, thôn Hiền An 2, cụm dân cư xóm Trung Bình, thôn Hiền An 1, toàn bộ thôn Hiền Hòa 2, cụm dân cư từ nhà ông Lưu Văn Lớn đến nhà ông Hoàng Nam, cụm dân cư từ nhà ông Nguyễn Quang Huế đến nhà bà Phạm Thị Vân, thôn Hiền Hòa 1. Thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ các khu vực còn lại của xã Vinh Hiền theo chỉ thị số 15 CTTTG ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ từ 17 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới. Thưa quý vị, chiều qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng đã đến kiểm tra công tác thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 Trung ương Huế, thiết lập tại Bệnh viện Dã chiến số 14 thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo với Bộ trưởng Bộ Y tế, giáo sư tiến sĩ Phạm Như Hiệp, giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, hiện trung tâm đang điều trị khoảng hơn 100 bệnh nhân COVID-19 phân thành 3 tầng: bệnh nhân nặng và nguy kịch, bệnh nhân nặng thoát hồi sức và bệnh nhân chờ xuất viện. Tuy nhiên, con số này biến động liên tục bởi số lượng bệnh nhân nặng từ các cơ sở điều trị tầng 2 chuyển lên. Lực lượng y bác sĩ luôn sẵn sàng túc trực đêm ngày theo hình thức 3K, 4 kíp để luôn theo dõi sát người bệnh. Sau khi nắm bắt tình hình, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đã thăm hỏi động viên đội ngũ y bác sĩ đang làm việc tại khu vực điều hành, đồng thời gửi lời thăm đến toàn thể đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại Trung tâm Hồi sức COVID-19, Bệnh viện Trung ương Huế, đang ngày đêm nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để điều trị, chăm sóc, cứu chữa người bệnh với tinh thần trách nhiệm cao vì người bệnh, vì sức khỏe người dân. Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao những kết quả bước đầu của trung tâm trong thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và cho biết tiếp tục điều phối, phân bổ thuốc, vật tư, trang thiết bị cho trung tâm. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long yêu cầu Trung tâm Hồi sức người bệnh COVID-19 Trung ương Huế phải bố trí nhân lực phù hợp để vừa điều trị bệnh nhân tại đây, vừa thành lập các ekip đi hỗ trợ tầng điều trị 2 khi cần, đồng thời tiến hành hội chẩn từ xa với các đơn vị được Bộ Y tế phân công phụ trách để kịp thời hỗ trợ chuyển tuyến cho người bệnh kịp thời, giảm thiểu tử vong. Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 Trung ương Huế tại thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 450 y bác sĩ, nhân viên y tế, trong đó lực lượng chủ lực là các y bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế. Đây là tuyến cuối trong mô hình điều trị người bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh có chức năng tổ chức thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19 nặng, nguy kịch. Trung tâm này có quy mô 650 giường, phân theo 3 tầng điều trị khác nhau, vượt dự kiến ban đầu là 500 giường của Bộ trưởng Bộ Y tế giao. Lực lượng Y tế Thừa Thiên Huế tiếp tục lên đường chi viện cho miền Nam. Sáng nay, Sở Y tế tổ chức lễ xuất quân đoàn 30 cán bộ y tế hỗ trợ tâm dịch Bình Dương chống dịch COVID-19. Trước đó, các thành viên trong đoàn đã được khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm và khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh thăm dò chức năng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tập huấn về giám sát điều tra dịch tễ, truy vết, sử dụng bảo hộ cá nhân phòng chống dịch, kỹ năng lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu xét nghiệm COVID-19, sẵn sàng tham gia vào công tác hỗ trợ phòng chống dịch tại tỉnh Bình Dương đạt hiệu quả và thành công.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên cả nước, với tinh thần cả nước chung tay cùng phòng chống dịch COVID-19, việc tham gia hỗ trợ tỉnh Bình Dương vượt qua giai đoạn khó khăn lúc này, sự tham gia hỗ trợ chống dịch của đoàn công tác có ý nghĩa cấp thiết và là mệnh lệnh trái tim của người chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thừa Thiên Huế vừa tổ chức tiêm chủng vaccine COVID-19 cho cán bộ chiến sĩ và lực lượng dân quân đang làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung của tỉnh. Trong đợt tiêm lần này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện tiêm vaccine cho 168 cán bộ chiến sĩ và lực lượng dân quân đang làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung của tỉnh. Trong đó, 128 cán bộ chiến sĩ được tiêm mũi 2 và 40 chiến sĩ dân quân tiêm mũi 1. Trước khi tiêm, lực lượng y tế đã tiến hành quán triệt, tư vấn và kiểm tra sức khỏe của tất cả các cán bộ chiến sĩ một cách chặt chẽ, chu đáo. Để đảm bảo an toàn và thuận tiện, thì Trung tâm Kiểm soát đã sử dụng xe chuyên dụng cơ động đến từng khu cách ly để thực hiện tiêm chủng cho các lực lượng. Ngay sau khi được tiêm phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu quản lý, chỉ huy tại các khu cách ly cần theo dõi sức khỏe của các cán bộ chiến sĩ được tiêm vaccine lần này một cách chặt chẽ và báo cáo kịp thời nếu có dấu hiệu bất thường. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, thì đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã hoàn thành tiêm mũi 1 cho 1.363 trên 1.397 cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh. Trong đó có 1.176 đồng chí đã hoàn thành việc tiêm mũi 2. Đối với lực lượng dân quân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến hành tiêm cho 260 đồng chí trực tiếp phục vụ tại các khu cách ly. Theo kế hoạch, thì trong thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thành tiêm mũi 2 cho tất cả các cán bộ chiến sĩ còn lại. Việc tiêm vaccine cho các cán bộ chiến sĩ kịp thời sẽ góp phần quan trọng để các đồng chí tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch được hiệu quả và an toàn hơn. Như chúng tôi đã thông tin trong chương trình thời sự tối qua về tình trạng người dân đổ xô mua hàng hóa nhu yếu phẩm, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã kịp thời thông tin về các nguồn hàng hóa và khẳng định sẽ đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn ở bất kỳ tình huống nào. Đến sáng nay, theo ghi nhận của phóng viên thời sự, thì tại các chợ siêu thị trên địa bàn, việc mua bán đã trở lại bình thường. Đây cũng là điều kiện tốt để vừa lưu thông hàng hóa thông suốt, vừa đảm bảo phòng chống dịch trên địa bàn, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm chéo trong cộng đồng. Ghi nhận tại chợ An Cừu vào sáng ngày 29 tháng 8, vào giờ cao điểm, lượng người đến chợ mua bán vẫn nhộn nhịp, nhưng không còn hoạt động mua hàng tích trữ tấp nập như những ngày trước. Hầu hết mọi người đều mua những thực phẩm thiết yếu dùng cho sinh hoạt hàng ngày. Cả mặt hàng như rau xanh, thịt, cá, trứng vẫn là những loại hàng bán chạy nhất ở chợ, nhưng không có dấu hiệu tăng giá. Rau củ quả bỏ sẵn trong tủ lạnh rồi ăn nữa, cả tốm. Nói chung là nóng Huế mình nó chưa có chi mà lo, cái chợ đó cũng gần á. Nên hàng hóa thì coi như đủ dân dùng nữa á. Hy vọng nó như vậy, còn mình cũng chả lo dự trữ chi hết. Chị ít đi chờ làm, chị có bốn sọ, chị có mua cả cái sống đồ ăn rồi thôi, chứ gì ít khi ra đây mua ăn. Chị có đi mua đồ vặt là rau rạm rồi thôi, chứ gì không có là mua đồ chi. Ngay khi có thông báo của Ủy ban Nhân dân tỉnh khuyến cáo người dân không nên tích trữ hàng hóa, khẳng định các cơ quan chức năng tỉnh đã có phương án chuẩn bị cụ thể đầy đủ, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu lương thực thực phẩm cho người dân, dù xảy ra bất kỳ tình huống nào, tâm lý người dân cũng đã ổn định hơn. Bắt đầu từ 20 giờ tối ngày 28 tháng 8, lượng người đến siêu thị Compact Huế đã giảm rõ rệt so với những ngày trước đó. Cho đến ngày hôm nay, hoạt động mua bán tại các siêu thị cũng đã trở lại bình thường. Đa số người dân chỉ mua đủ thức ăn dùng cho khoảng 3 đến 4 ngày để không phải đến nơi đông người. Hàng hóa thiết yếu được bày đầy đủ trên các kệ hàng. Khu vực rau xanh, thực phẩm tươi sống cũng đã được bổ sung liên tục, giá cả ổn định. Siêu thị cũng đã thực hiện nhiều chương trình giảm giá khuyến mại và bình ổn giá. Trước tình hình dịch bệnh và người dân tới mua hàng siêu thị thì siêu thị Compact đã chuẩn bị một lượng hàng hóa lớn khoảng tương đương với 300% so với những ngày bình thường. Tất cả các mặt hàng thiết yếu đều đảm bảo hàng hóa đầy đủ. Và trong đó thì Compact cũng có thêm các cái trang tuyên truyền người dân là không nên tụ tập đông người mua hàng và đặt hàng qua các cái trang online Compact giao hàng tận nhà khách hàng để giảm bớt khách hàng tới siêu thị nơi đông người. Mình cũng không phải nôn nóng chi lắm, mua vài cái cần thiết trong nhà thôi. Đi mua hàng là cũng bình thường hàng ngày trong gia đình thôi, chứ mình không phải bị cuộn theo những cái tin đồn đó. Ngày hôm nay là mua được mắm xì dầu bình thường, có tăng thêm một ngày hai ngày. Còn đồ ăn thì bình thường ngày mới đi chợ ngày nấy, hoặc là ngày rưỡi đi chợ lần nữa thôi, cũng có chi mà nôn nao hết, chuyện rất bình thường. Thì vô siêu thị là thấy đầy đủ, không thiếu thứ gì hết.
cho nên không mua dự trữ làm cái gì. Sự vào cuộc kịp thời của các cơ quan chức năng đã góp phần ổn định tâm lý của người dân, hạn chế tác động từ những luồng thông tin sai lệch. Mọi người nên tin tưởng vào sự chỉ đạo của các cấp chính quyền, hạn chế tập trung đông người, tuân thủ nguyên tắc 5K để tránh lây nhiễm dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội. Trước nhu cầu cách ly công dân tăng đột biến trong đợt bùng phát lần thứ tư, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã trưng dụng hơn 3.000 phòng học của các trường đại học, cao đẳng, trung học các cấp và cả trường mầm non để làm khu vực cách ly. Khi mà thời điểm năm học mới đã cận kề, ngành giáo dục đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương để nắm chắc tiến độ hoàn thành thời gian cách ly và nhận bàn giao lại cơ sở vật chất, đồng thời tiến hành tổng vệ sinh, đảm bảo các điều kiện an toàn nghiêm ngặt cho giáo viên và học sinh đến trường, ghi nhận của phóng viên thời sự. Là trường học đầu tiên trên địa bàn tỉnh được trưng dụng làm khu cách ly tập trung, 15 phòng học của trường mầm non Thủy Dương, thị xã Hương Thủy là nơi thực hiện cách ly cho 135 công dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh về Thừa Thiên Huế trong thời gian 14 ngày. Khi những công dân cuối cùng thực hiện xong việc cách ly tập trung vào ngày 15 tháng 8, trường đã được bàn giao lại các phòng học để chuẩn bị cho năm học mới. Mặc dù cơ sở vật chất trường lớp đã được vệ sinh cơ bản sau khi hoàn trả, nhưng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, sau khi tiếp nhận bàn giao, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tổng dọn vệ sinh trường lớp thêm một lần nữa. Đầu tiên mà sau khi bàn giao cơ sở, thì nhà trường là sử dụng cái tiêu độc khử trùng, tẩy trắng tất cả các đồ dùng trang thiết bị cơ sở vật chất bên trong lẫn cả bên ngoài, tạo lại cái cảnh quan môi trường của nhà trường, chú trọng tâm nhất là cái công tác phòng dịch để đảm bảo an toàn cho cả phụ huynh và học sinh khi đón trẻ đến trường. Để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất và an toàn tuyệt đối cho thầy và trò, các nhà trường đã chủ động phương án sửa chữa các hạng mục nhỏ, bổ sung cơ sở vật chất còn thiếu, đặc biệt chú trọng đến khu vực vệ sinh. Bên cạnh đó, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các trường đã bố trí thêm máy đo thân nhiệt, khẩu trang, nước sát khuẩn để đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Chúng tôi sẽ làm việc với các phòng giáo dục đào tạo các huyện, thị xã, thành phố và sẽ có kế hoạch rất là cụ thể về thời gian tổ chức khử khuẩn, sát khuẩn ở các cái cơ sở vật chất trường học cũng giống như chuẩn bị các cái điều kiện về các cái nước rửa tay rồi các cái điều kiện đặc biệt là các cái kiểm tra các cái khu vệ sinh để đảm bảo là những cái chỗ nào mà có hư hỏng trong quá trình sử dụng trong thời gian vừa qua thì phải kịp thời khắc phục để đảm bảo là cái việc mà vệ sinh ở trong trường học. Trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận và cách ly công dân từ các tỉnh có dịch trở về địa phương, các huyện, thành phố đã chủ động phương án, ưu tiên lựa chọn và tận dụng cơ sở vật chất sẵn có của các đơn vị trường học làm khu cách ly tập trung. Theo số liệu tổng hợp, toàn tỉnh có 70% trường học được trưng dụng làm khu cách ly tập trung. Số trường học này đã phát huy hiệu quả, hỗ trợ đắc lực cho công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh. Đến nay, 100% số trường đã được bàn giao lại để chuẩn bị cho năm học mới. Sau khi được bàn giao, các trường học quay trở lại nhiệm vụ chính là phục vụ công tác dạy và học. Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh cũng đã chỉ đạo cho Sở Y tế, cũng chỉ đạo các trung tâm y tế của huyện tiến hành rà soát các yếu tố về dịch tễ, đảm bảo cái hiệu quả về công tác phòng chống dịch trong tại các cơ sở mà chúng ta đã sử dụng làm khu vực cách ly. Và chúng tôi đề nghị và cũng mong muốn các phụ huynh là quan tâm, hỗ trợ cũng như tin tưởng vào cái công tác phòng chống dịch hiệu quả và chúng tôi đảm bảo cái việc an toàn sau khi bàn giao các cơ sở giáo dục đào tạo đến cho các em sử dụng trong thời gian tới. Chỉ còn ít ngày nữa, học sinh toàn tỉnh sẽ bước vào năm học mới 2021-2022. Năm học này dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức do dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Với tâm thế chủ động, sẵn sàng của các địa phương, các nhà trường, nhất là những trường đã phục vụ cách ly y tế trong những ngày gần đây, đã phần nào tạo tâm lý yên tâm, thoải mái hơn khi học sinh quay trở lại trường học. Thưa quý vị, lần đầu tiên trong các đợt dịch, huyện miền núi A Lưới phải thực hiện phong tỏa cách ly một tổ dân phố và giãn cách thị trấn A Lưới. Sau những ngày đầu còn bỡ ngỡ, người dân A Lưới đã nhanh chóng thích nghi, đồng lòng cùng với chính quyền trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Sự hợp tác, ý thức của từng người trong cộng đồng chính là yếu tố quyết định để cuộc sống trong trạng thái bình thường mới trở lại nhanh hay chậm. Kể từ ngày 14 tháng 8 năm 2021, toàn bộ tổ 4, tổ dân phố 2, thị trấn A Lưới bị phong tỏa cách ly y tế theo chỉ thị 16.
cuộc sống của hàng trăm hộ dân ở khu vực này cũng đã thay đổi để phục vụ công tác phòng chống dịch của huyện. Kể từ khi có lệnh phong tỏa, cuộc sống nhộn nhịp thường nhật của người dân tại tổ 4 tổ dân phố 2 thị trấn A Lưới đã được thay bằng sự yên tĩnh lặng lẽ. Người dân chấp hành nghiêm các quy định về phong tỏa và cách ly y tế, ai ở đâu ở yên đó. Tất cả hàng quán đóng cửa, mà hoạt động sản xuất kinh doanh đều tạm ngưng, đường thôn xóm vắng lặng, người dân không còn tụ tập đông người. Kể từ khi thực hiện cách ly phong tỏa, người dân hầu như không ra khỏi nhà. Người nào ở nhà nấy, những nhu yếu phẩm cần thiết đều được người dân bên ngoài mua giúp rồi nhờ lực lượng ở chốt chặn đưa hộ. Tổ 4, tổ dân phố 2 thị trấn A Lưới có 67 hộ với 240 khẩu, trong đó có 4 hộ cận nghèo, 37 hộ khó khăn, neo đơn, già yếu. Cuộc sống của nhiều người khó khăn này càng khó khăn hơn khi bị phong tỏa, mất việc, không có thu nhập. Thì trước đây chồng đi làm thuê để vạc trăm vạc đô, vợ giữ con. Thì việc chứ không có cái gì họ phong tỏa thì khó khăn. Những ngày đầu thực hiện phong tỏa, một số người dân vẫn đến các chốt để xin ra ngoài, không chấp hành tốt cả biện pháp phòng dịch. Đến nay, dù cuộc sống ít nhiều bị đảo lộn, nhưng hầu hết người dân trong khu phong tỏa đã chấp hành nghiêm túc các quy định của địa phương và các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Bản thân gia đình mình sẽ thực hiện tốt các cái quy định của tổ dân phố, của ủy ban thị trấn, chấp hành tốt cái ở nơi phong tỏa. Chung là khi phong tỏa cũng khó khăn trong vấn đề mà đi lại với lại cuộc sống hàng ngày ấy. Nhưng mà bản thân vẫn đảm bảo cuộc sống cho gia đình. Cứ định kỳ, lực lượng y tế lại tổ chức đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm cho các hộ dân trong vùng bị phong tỏa. Tại các chốt kiểm soát ra vào luôn có mặt của các lực lượng công an, dân quân, thanh niên trực 24/24 giờ, đảm bảo không để người dân từ vùng phong tỏa ra ngoài cũng như người từ bên ngoài vào vùng phong tỏa, đồng thời giúp vận chuyển lương thực, thực phẩm tiếp tế vào bên trong cho các hộ. Hàng ngày bộ đồng chí như là đưa đi mua thức ăn cho người dân và đưa thức ăn của người thân đưa tới và giám sát kỹ những người dân mà được khi xin ra nhà nhưng không cho, nhưng đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực đây luôn. Người dân chấp hành rất tốt, đều chấp hành theo chỉ thị 15 về 16. Các cán bộ y tế, công an, dân quân không quản ngại khó khăn, sát cánh cùng người dân với tinh thần trách nhiệm cao nhất để đảm bảo hiệu quả cho công tác phòng chống dịch. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thị trấn đã tập trung huy động các nguồn lực để đảm bảo cuộc sống cho người dân trong khu vực bị phong tỏa, giúp họ yên tâm chấp hành tốt thời gian phong tỏa theo quy định, tin tưởng vào công tác phòng chống dịch của các lực lượng chức năng. Trong những ngày qua, nhiều tổ chức, đoàn thể, cá nhân hảo tâm trong và ngoài huyện đã hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, mì ăn liền, bánh mì, sữa, dầu ăn, nước mắm, rau củ quả cho người dân khu vực bị phong tỏa, đảm bảo người dân không bị thiếu ăn, thiếu uống. Chúng tôi cũng đã là chuẩn bị một số cái cơ số lương thực thực phẩm đảm bảo cho người dân, và đến thời điểm hiện nay thì những người dân ở khu phong tỏa thì cũng đã đảm bảo về cái lương thực thực phẩm và các nhu yếu phẩm, không có cái hộ nào là không được hỗ trợ. Một thời gian đầu thì người dân thì đang còn bỡ ngỡ, nên là nhiều người, có một số người thì họ đau ốm họ cũng muốn ra xin, nhưng mà sau khi quá trình tuyên truyền vận động rồi là cũng là cả răn đe nữa, thì người dân đến thời điểm hiện nay người dân thực hiện rất là tốt. Sự vào cuộc quyết liệt, chú đạo của chính quyền địa phương, sự kiểm tra giám sát chặt chẽ của các lực lượng chức năng cùng với sự chấp hành nghiêm túc của người dân tại khu vực bị phong tỏa sẽ góp phần rất lớn trong việc đẩy lùi nguy cơ lây lan của dịch bệnh ra cộng đồng. Nhằm chia sẻ với những khó khăn của người dân nghèo do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, sáng nay tổ chức Phục Pon phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại các phường trao quà cho người lao động đường phố tại thành phố Huế. Theo đó, đại diện tổ chức Phục Pon trao 120 suất quà cho lao động đường phố nghèo tại các phường Phú Hiệp, Gia Hội, Vị Dạ, Xuân Phú, An Đông, thành phố Huế và Hội Người Mù, huyện Phú Vang. Mỗi suất quà trị giá 400.000 đồng là các nhu yếu phẩm thiết yếu cho đời sống hàng ngày như gạo, mì ăn liền, thực phẩm cá hộp, trứng. Để chia sẻ với khó khăn của người lao động đường phố nghèo và hỗ trợ bổ sung thêm nguồn lương thực thực phẩm, tổ chức Phục Pon trao 3 tháng liên tục là tháng 8, tháng 9 và tháng 10 với hơn 360 suất quà, trị giá gần 150 triệu đồng. Đây là những món quà ấm áp tình người,
thể hiện sự quan tâm sẻ chia của cộng đồng, những nhà hảo tâm trong và ngoài nước do tổ chức Phục Pon vận động hỗ trợ cho những người lao động nghèo đường phố vượt qua khó khăn, không có điều kiện mưu sinh trước những ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Được biết, trước đó, tổ chức Phục Pon đã trao 100 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại thôn thực hiện giãn cách xã hội của hai xã Lộc Tiến và Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, trị giá 60 triệu đồng. Thời điểm này, các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hè thu. Những cơn mưa dông chuyển mùa cũng đã diễn ra cảnh báo rủi ro cho các trà lúa thu hoạch muộn. Tuy nhiên, tại Hợp tác xã Nông nghiệp Hưng Long, thành phố Huế, nhiều hộ nông dân bức xúc vì phải xếp hàng chờ được gặt. Hình ảnh chúng tôi vừa ghi nhận tại khu vực sản xuất của Hợp tác xã Hương Long. Hàng chục nông dân với bao bì và liềm trên tay đang tụ tập để chờ đợi được thu lúa về nhà. Thông qua câu chuyện này, nhiều người bức xúc vì sự chậm trễ trong việc triển khai máy cắt lúa ra đồng, hay là ưu tiên người này, người kia. Không phải là lần đầu họ bức xúc trong sản xuất nông nghiệp ở đây. Cái sân ruộng tôi đi, mà máy sát cái sân ruộng tôi rồi. Rửa mà tôi đu đi, cái máy tôi này cắt cho tôi với. Vì tôi trên bùng trì thế tôi đi bộ về chứ phải tôi đi xe đồ chi mô. Tôi nói ương nước mắt ấy. Họ chưa cho cắt là vì sao? Khi mà tơ cái máy mua mà của hợp tác xã hợp đồng không cho cắt, con những máy bây giờ máy là ở nệ rất loạn mà họ không cho cắt. Thế cái này là cũng như là chính quyền, các cấp từ phường lên thành phố can thiệp giúp đỡ cho dân kịp thời thu hoạch trước cái ngày mưa lụt. Vì đai đã bảo là dự báo thời tiết vài ngày đã sắp mưa mà dân ta rất lụt ruột. Với 228 hecta tương đương 456 mẫu, công suất hoạt động của máy cắt lúa hiện tại là 5 mẫu mỗi ngày. Kế hoạch của hợp tác xã là 7 ngày thu hoạch xong toàn bộ diện tích với 11 máy. Tuy nhiên năm nay có khó khăn về dịch COVID-19 nên một số máy cắt đã hủy hợp đồng. Trong khi đó, theo người dân thì trên địa bàn hoặc địa bàn lân cận vẫn còn nhiều máy nhưng không đưa vào gặt vì không có trong hợp đồng của hợp tác xã. Người dân thì sốt ruột muốn gặt xong. Tuy nhiên, giám đốc hợp tác xã thì cho rằng lịch thu hoạch vẫn đảm bảo theo kế hoạch. Nhưng với để tính nhà thời gian sinh trưởng cây lúa thì mình xả ngày 23 là tháng 5 đến 23 tháng 8 là có cuối cùng lúa đủ 3 tháng. Mà theo sinh trưởng cây lúa là có như cộng từ 5 ngày là 90 đến 95 ngày. Thì theo trà mục là 23 tháng 8 là thu hoạch. Là vừa rồi chúng tôi là có nhân đã thực hiện 23 tháng đúng theo kế hoạch luôn. Xã viên đông nông là bởi vì rằng thời tiết rất tốt, rất thuận lợi. Nhưng mà xã có như ở đây là có những hiệp đồng trong thời gian một ngày 5 mẫu thì 7 ngày 35 mẫu, một lô là 35 mẫu là vừa đẹp luôn. Này thời tiết tốt là chúng ta có những gặt, có những đảm bảo thời gian có vấn đề. Câu chuyện chờ đợi để được thu hoạch không phải chỉ mới diễn ra trong vụ hè thu này. Người nông dân nôn nóng, bức xúc cùng xuất phát từ việc sự ảnh hưởng của thời tiết đến chất lượng, sản lượng thu hoạch, ảnh hưởng đến thành quả của cả một vụ mùa. Chính vì vậy, hợp tác xã cần xem xét, tính toán các phương án phù hợp, đặc biệt là công khai, minh bạch trong việc thuê máy móc thiết bị để tránh tình trạng người nông dân cứ phải xếp hàng chờ đến lượt mỗi khi thu hoạch. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.